xuyên suốt hải trình khám phá vịnh Hạ Long cùng du thuyền Paradise, sức khỏe và sự an toàn của du khách luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, toàn thể đội ngũ nhân viên của du thuyền Paradise đã có cuộc họp khẩn cấp triển khai những biện pháp phòng ngừa tối đa dịch bệnh. Ban giám đốc của du thuyền cũng liên tục cập nhật tình hình từ các nguồn tin chính thống, phổ biến kiến thức phòng chống dịch cho nhân viên, tạo tâm lý yên tâm nơi làm việc để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất đến khách hàng. Thực hiện những khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam, 100% các phương tiện đưa đón du khách từ Hà Nội, Hạ Long đều được phun xịt chất khử trùng an toàn thường xuyên. Tất cả các hành lang, khu vực chung, các cabin trên tàu và phòng khách sạn đều được phun xịt chất khử trùng với quy cách thực hiện được tiến hành theo quy định, tiêu chuẩn của đơn vị y tế chức năng và không gây ảnh hưởng tới sức khỏe du khách. Toàn bộ nhân viên trên du thuyền sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi bắt đầu mỗi ca làm việc. Khẩu trang y tế đảm bảo tiêu chuẩn được cung cấp cho nhân viên và tất cả các du khách khi làm thủ tục check-in lên tàu. Chúng tôi khuyến nghị du khách đeo khẩu trang ở những khu vực công cộng trên tàu cũng như xuyên suốt hải trình tới các điểm tham quan. Bên cạnh đó, nước rửa tay sát trùng luôn sẵn sàng ở khu vực check-in, quầy lễ tân và các khu vực chung khác. Du khách nên rửa tay thường xuyên và tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tạm dừng phục vụ các món ăn sống và đảm bảo tất cả các món ăn phục vụ thực khách đều được nấu chín cẩn thận. Trong quá trình chế biến món ăn, các đầu bếp sẽ luôn mặc đồng phục đã được khử trùng, sử dụng găng tay và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Trên du thuyền, chúng tôi cũng luôn có đội ngũ hỗ trợ y tế 24/7 sẵn sàng túc trực và liên kết với các bệnh viện trong khu vực trong mọi trường hợp. Our guests really feel happy with the efforts that we're doing for us to be able to help them protect themselves, and they really appreciate that move. They feel really safe with us providing them the hand sanitizer, the facial mask, and checking their temperature. When we came this morning, all the personnel gave us our masks. We washed our hands. All the installations are very clean, so I think it's you are well prepared. I believe this situation is only for temporary, and by helping each other and also by cooperating and also doing the right personal hygiene, I think this virus will be ending soon. Du thuyền Paradise rất hân hạnh được tiếp đón du khách trong hải trình khám phá vịnh Hạ Long. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ đáng nhớ, đảm bảo an toàn và sức khỏe.